Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 20 Trang 11 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Bài tập số 1, gạch dưới các câu ghép trong đoạn trích sau. Rồi câu số 1. Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân Ivanov đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào. Thì đây chính là câu ghép Trong hiệu cắt tóc là cụm từ chỉ địa điểm này. Anh công nhân Ivanov đang chờ tới lượt mình. Thì đây là một vế của câu ghép này. Anh công nhân Ivanov là chủ ngữ. Đang chờ tới lượt mình là vị ngữ. Cửa phòng lại mở là vế thứ hai. Cửa phòng là chủ ngữ lại mở là là vị ngữ một người nữa tiến vào là vế thứ ba một người nữa tiến vào là vế thứ ba rồi như vậy là chúng ta có câu ghép thứ nhất một lát sau Ivanov đứng dậy nói đồng chí Lenin giờ đã đến lượt tôi rồi câu này không phải là câu ghép Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đây chính là câu ghép, câu số 4 là câu ghép này. Vế thứ nhất là tuy đồng chí không muốn là mất trật tự. Rồi vế thứ hai là nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Mọi người đều cho là Ivanov nói rất đúng đây là câu đơn. Nên in không tiện từ chối. Vế thứ nhất. Đồng chí cảm ơn Ivanov và ngồi vào ghế cắt tóc là vế thứ hai. Thì câu số 7 là câu ghép. Như vậy câu 1 này, câu 4 và câu 7 là câu ghép. Tiếp theo em sang bài tập số 2, dùng dấu gạch xiên ngăn cách các vế câu trong từng câu ghép vừa tìm được. Rồi các em vừa tìm được là câu số 1, câu số 4 và câu số 7 là câu ghép. Câu số 1: Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân Ivanov đang chờ tới lượt mình. Thì đây chính là vế thứ nhất. Trong hiệu cắt tóc là cụm từ chỉ địa điểm. Anh công nhân Ivanov là chủ ngữ. Đang chờ tới lượt mình là vị ngữ. sang vế thứ hai cửa phòng lại mở là vế thứ hai cửa phòng là chủ ngữ lại mở là vị ngữ vế thứ nhất và vế thứ hai được nối với nhau bởi quan hệ từ thì vế thứ ba là một người nữa tiến vào một người nữa là chủ ngữ tiến vào là vị ngữ vế thứ hai và vế thứ ba được nối trực tiếp với nhau và giữa hai vế này có dấu phẩy ngăn cách ở giữa. Rồi câu tiếp theo. Câu ghép tiếp theo là câu số 4. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự. Ta có vế thứ nhất. Đồng chí là chủ ngữ, không muốn làm mất trật tự là vị ngữ. Nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí tôi là chủ ngữ có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí là vị ngữ thì vế thứ nhất và vế thứ hai trong câu ghép này được nối với nhau bởi cặp quan hệ từ tuy nhưng tuy nhưng tuy nhưng rồi câu ghép tiếp theo đó chính là câu số bảy Lenin không tiện từ chối là vế thứ nhất. Đồng chí cảm ơn Ivanov và ngồi vào ghế cắt tóc là vế thứ hai. Hai vế câu này được nối với nhau bằng cách nối trực tiếp và giữa hai vế có dấu phẩy ở giữa ngăn cách. Rồi Lenin không tiện từ chối, Lenin là chủ ngữ, không tiện từ chối là vị ngữ. Đồng chí là chủ ngữ. Cảm ơn Ivanov và ngồi vào ghế cắt tóc này, là vị ngữ. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Cách nối các vế câu trong những câu ghép nói trên có gì khác nhau? Nhận xét vào bảng sau. Câu ghép cách nối các vế câu. Thì câu ghép thứ nhất chính là câu được đánh dấu là câu số 1. Ở đây trong đoạn văn trên chúng ta có 3 câu ghép đó là câu số 1, câu số 4 và câu số 7. Câu số 1. Cách nối các vế câu. Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân Ivanov đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào. Thì cách nối các vế câu trong câu này đó là dùng quan hệ từ thì vế thứ nhất và vế thứ hai được nối với nhau bởi quan hệ từ thì vế thứ hai và vế thứ ba được nối trực tiếp và giữa hai vế có dấu phẩy thì đây chúng ta không cần phải ghi tỉ mỉ là vế một và vế hai được nối với nhau như thế nào vế hai và vế ba được nối với nhau như thế nào bởi vì là khoảng không gian ở đây người ta cho rất là là hẹp các em không thể viết cụ thể như vậy được. Các em viết tắt là nối bằng quan hệ từ thì và nối trực tiếp. Rồi câu số câu số 4 nha. Câu số 4. Câu số 4 nè. Là câu ghép này. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Thì cách nối các vế câu trong câu này là nối bằng cặp quan hệ từ tuy nhiên. Tiếp theo là câu số 7. Nên in không tiện từ chối. Vế thứ nhất phải đồng chí cảm ơn Ivanov và ngồi vào ghế cắt tóc. Rồi như vậy hai vé trong câu này được nối trực tiếp với nhau. Được nối trực tiếp và giữa hai vé có dấu phẩy. Tiếp theo các sang phần 2 là mã luyện tập. 1. Gạch dưới câu ghép trong đoạn văn sau. Dùng gạch xiên để ngăn cách các vế câu. Khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu. Nếu trong công tác các cô các chú được nhân dân ủng hộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô các chú thành công. Muốn được như vậy phải trau dồi đạo đức cách mạng. Rồi như vậy là trong đoạn văn này chúng ta có câu ghép là nếu trong công tác các cô các chú được nhân dân ủng hộ làm cho dân tin dân phục, dân yêu thì nhất định các cô các chú thành công. Thì đây chính là câu ghép. Về thứ nhất, nếu trong công tác các cô các chú được nhân dân ủng hộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì đây chính là vế câu thứ nhất. Vế câu thứ hai, nhất định các cô các chú thành công. Hai vế câu này được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ nếu thì. Nếu thì. Rồi các em khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu nếu thì. 2. Hãy khôi phục những từ bị lược trong hai câu ghép ở cuối đoạn văn dưới đây. Thái hậu ngạc nhiên nói, Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao ông không tiến cử? Tô Hiến Thành Tâu Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước, thì thần xin cử Trần Trung Té những từ bị lược bớt trong hai câu ghép ở cuối đoạn văn. Đó là từ nếu và từ thì. Ở đây chúng ta dùng cặp quan hệ từ nếu thì. Câu ghép thứ nhất: Nếu thái hậu hỏi, người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Thì đây là câu ghép. Vế thứ nhất là thái hậu hỏi, người hầu hạ giỏi. Vế thứ hai là thần xin cử Vũ Tán Đường thì hai vế này được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ nếu thì. Vế thứ hai. Sang câu ghép thứ hai. Còn Thái Hậu hỏi người tài ba giúp nước thì thần xin cử Trần Trung Té. Còn Thái Hậu hỏi người tài ba giúp nước là vế thứ nhất, thần xin cử Trần Trung Té là vế thứ hai. Hai vế này được nối với nhau bằng quan hệ từ thì. 3. Em tán thành hay không tán thành việc lược bớt từ của tác giả? Vì sao? Đánh dấu x và ô trống trước ý em chọn. Tán thành cần lược bớt từ để câu văn gọn gàng, không nặng nề. Không tán thành bởi vì các quan hệ từ này giúp cho việc diễn đạt rõ nghĩa hơn. Rồi bây giờ, các em đọc hai câu ghép đã được lược bớt. Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Té. Rồi ở đây, đây là hai câu ghép đã được lược bớt. Thì hai câu này, chúng ta vẫn hiểu nghĩa của hai câu này một cách là rõ ràng. Đúng không? Mà hai câu này nó nó rất là gọn gàng, không nặng nề. Như vậy là chúng ta tán thành. Bốn, điền quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây. A. tấm chăm chỉ hiền lành. Con. Cám thì lười biếng độc ác. B. Ông đã nhiều lần can gián, nhưng vua không nghe. C. Mình đến nhà bạn, hay bạn đến nhà mình. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.